Bạn đến với chương trình Guitar 2015, đây là những điều cần hiểu biết khi học guitar nâng cao. Các bạn phải đọc nó thuộc nằm lòng, phải nắm vững nhịp và tiết tấu, không học theo tác guitar trên mạng. Để solo nốt khu vực G buông, kết hợp đàn nốt và điện thật nhuần nhuyễn. Sau đó ta tập thực hành các nốt ở phím cao bằng cách áp dụng quy tắc thứ tự hàng âm và quy luật cung bán cung để thuộc một số nốt ở phím cao. Thuộc và nắm vững một số hợp âm ở phím cao cũng hỗ trợ cho việc ghi nốt nốt nhạc các bạn. Tức là nó tạo chúng ta cái kỹ năng quen đi ha, đạt kỹ năng diễn kỹ xảo diễn tấu. Ta phải mã hóa việc diễn tấu nốt ở phím cao bằng cách tính nốt tương đương. Ví dụ như đô ở trên thì nó đưa cái đô phía dưới, một là cao hơn hay bằng các bạn ha. Việc áp dụng kỹ thuật solo nâng cao và việc rèn luyện tập đi tập lại các bài solo sẽ giúp ta hoàn thiện bài diễn tấu mỗi ngày một tinh xảo hơn. Nên là các bạn phải tập solo từ giáo hóa là một thang một dáng vân vân để chúng ta thuộc, chứ tránh cái tình trạng đánh mò ha. Rồi, nhắc lại những điều cần biết khi học guitar nâng cao: phải đọc thuộc nằm lòng và nắm nốt và nắm vững tiết tấu, không học theo tab guitar trên mạng. Để solo nốt của khu vực key buông, ta phải đánh nằm trong khu buông, kết hợp đàn nốt và điện thật nhuần nhuyễn. Sau đó ta tập đọc và thực hành các nốt ở phím cao, ta áp dụng quy tắc thứ tự hàng âm, quy luật cung và bán cung để thuộc các nốt ở phím cao. Sau đó chúng ta có thực hành các bạn, thuộc và nắm vững một số hợp âm phím cao cũng hỗ trợ cho việc ghi nốt nhạc và đạt kỹ năng diễn kỹ xảo diễn tấu. Ta phải mã hóa việc diễn tấu nốt ở phím cao bằng cách tính nốt tương đương. Việc áp dụng các kỹ thuật solo nâng cao như là luyến, vuốt vân vân. Việc rèn luyện tập đi tập lại các bài solo sẽ giúp ta hoàn thiện bài diễn tấu mỗi ngày một tinh xảo hơn. Xin cảm ơn các bạn. Bạn đến với chương trình guitar solo nâng cao. Trước khi chúng ta sẽ đánh một cái trích đoạn cái bài này các bạn, tức là ta đánh nửa bài ha, ấp âm la thứ, thì ta sẽ cần biết thi một số vấn đề để chúng ta solo cho đúng hơn. Đây là cái bài hạ trắng. Sau đây là cái bảng nốt trên cần đờn các bạn. Đó. Thì ví dụ như đây là dây số 1 là mi, dây số 2 là si, dây số 3 là son, dây số 4 là re, dây số 5 là la, dây số 6 là mi chẳng hạn. 1-0, đây là 1-1 các bạn. Mi qua pha nửa cung ha, pha qua son, son qua la, đây thấy 1-5, tức là dây số 1 ngăn 5. Để ta dễ nhớ các bạn, hay là dây số 1 ngăn 7 là nó si, dây số 1 ngăn 8 là nó đô, và lặp lại dây số 1 trên 10 là nó re, và dây số 1 trên 12 là nó mi. Các nốt từ từ dây buông mà trở lại tới ngăn 12 thì nó lặp lại, chẳng hạn như mi ở đây bấm ngăn 12 nó sẽ trở lại mi, nó cao lên một bát độ, đây là si, bấm ngăn 12 là si. Thì cái bảng này chúng ta nói sơ qua một chút nữa chúng ta sẽ tập cách nhớ các bạn ha. Đây là si qua đô. Tại sao mà chúng ta nhớ được cái nốt này? Tại vì nhờ quy tắc cung và nửa cung với thứ tự hàng âm. Đó. Cung và nửa cung, thứ tự âm ta nhớ, chẳng hạn như si đô này ha, nửa cung đô và rê, son và la, la và si vân vân. Đây là nốt rê, qua đây thì mi, mi qua pha nửa cung, đó, vân vân. Chúng ta nắm sơ cái này để chúng ta lát chúng ta thực hiện trên cái đàn, ta dễ nhớ. Để sau đó chúng ta chuẩn bị các hợp âm ha, để chúng ta sơ qua bài hạng trắc các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Đến với chương trình guitar nâng cao 2015, thì trước hết chúng ta sẽ nói sơ phần một chúng tôi. Trước khi chúng ta học một cái solo kỹ thuật bài hạ trắng á, thì chúng ta sẽ nói sơ về các nốt trên cần đờn các bạn. Tại sao mà chúng ta có cái nốt khác nhau á, thì chúng ta áp dụng hai quy luật các bạn. Thứ nhất là thứ tự hàng âm, và thứ nhì cung và bán cung. Bất cứ nhạc cụ nào cũng vậy. Chúng ta thấy ví dụ thứ tự hàng âm rất là dễ, chẳng hạn như đập nó đồ, các bạn nói đó đồ re mi fa son la si. Dù ta nói một nốt thứ nhì nó si, thì các bạn nói là si đô re mi, gọi là thứ tự hàng âm thì ai cũng biết, nhưng mà chúng ta không để ý nó thôi ha. Ví dụ ta nói pha thì các bạn có đọc được bốn nó liền, pha son la si vân vân. Từ cái thứ tự hàng âm này chúng ta tính ra nhiều quy tắc khác nhau ha. Chẳng hạn như người ta quy định dây số 1 là nốt mi, thì các bạn thấy mi qua pha nửa cung thì chúng ta thấy mi qua pha ha. Thì ta bấm cái này, nó pha sẽ nằm đây, nó son nó nằm đây ha. Bây giờ chúng ta mới quay lại ta tìm hiểu thôi, tại sao nó nhạc nó có cấu tạo như vậy. Chẳng hạn như nó dây số 2 hay nó si, nó si thì chúng ta thấy ở đây nó si ở đây ha, nó si ở đây là tới nó đô các bạn ha. Si là 2-0, đô là 2-1, tại vì si đô nửa cung ha.
Rồi bây giờ tới đô tới rê. Đô tới rê một cung cách một khoảng, ta bấm hai hai nấc nha. Rồi ví dụ như nó son như số 3. À, tại sao mà khoảng cách si qua đô nè ha? Tại vì nó nửa cung. À, nó son và nó la thì chúng ta không bấm đây được mà chúng ta bấm cách một cung rồi ta bấm hai nấc la thấy không? Đây là la ha, là si đô vân vân. Người ta đánh nói trên khu vực trên này ha. Rồi bây giờ đến dây số 4. Dây số 4 nó đặt là nó rê các bạn. Rê thì bây giờ cứ từ âm rồi rê tới gì? Rê chúng ta thấy nó mi. Thấy không? Rê tới mi tại vì mi không bấm đây, mi nửa cung hai phách mi rồi. Rồi các bạn thấy mi là tới gì? Mi là tới pha. À nó pha đây. Nó pha tức là nửa cung pha ha. Pha đây là 4-3, các bạn phải nhớ cái nốt pha này nó sẽ nằm ở đâu nữa ha. Tức là ta phải biết bấm ở đây nó pha thì trên cái khung nhạc đó nó pha phải là cái nốt nào. À ta phải biết nó pha đó, nó pha đó trong cái bài hạ trắng này chúng ta thấy nó pha là, thấy không? Chúng ta phải tìm được cái nốt pha đó. À, nó pha đó tức là nó pha này các bạn ha. À, nó pha này nó ở khe thứ nhất là phải biết nó pha này. À, ta phải biết cái đó ha. À, ta nắm sơ nó dù đây là nốt la là chỉ số 5. À, la là gì thấp thì trong đây chúng ta thấy nốt là ở đây á, nó sẽ là như nè các bạn ha. Mình vị trí đó là 5-0 thì nốt là nằm đây, các bạn nhìn thấy ha. Tôi sẽ ghi nốt là ở đây, các bạn phải biết cái đó ha. Rồi nốt là thì đương nhiên nốt là muốn tạo nốt là tới là rồi tới si các bạn. Si thì một cung à, là si cung, còn si tới đô à, đô si qua đô nửa cung ta bấm cái này. À, nốt đô này á thì ở trong các bài hạ trắng sẽ là nốt này các bạn. À, nốt đô này là nốt đô này ha, ta thấy nốt đô này ha. À, nốt là như buồn thấy chưa, nó là nốt đô là si. À, nốt này nó thấp các bạn, mì ha, nốt pha mì tới pha son giống dây một ha. Bây giờ là chúng ta biết được cái cấu tạo nốt ở đây à. Và khi mà học lên nâng cao á, bạn phải thuộc các học âm la thứ nè ha, đê thứ vân vân, mấy học âm đầu á các bạn phải thuộc thì ta mới solo được ha. Bây giờ chúng ta sẽ thấy đánh cái bài hạ trắng này, chúng ta solo trên, sau đó chúng ta sẽ tìm cách solo dưới, chẳng hạn như ta đánh ha. Đô mi ta điểm à, ta sẽ sướng âm cái này trước các bạn, sướng âm trước ta sẽ đánh ha. Đô mi điểm ha, ta sẽ 2-3 à, ta đánh vậy ha. Đô mi 2-3 rê đô la mi la đô mi rê điểm cái thứ chát 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 rê đô la rê pha la đô si chát 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 la mi đô la đô đê mi rê điểm đi thứ chát 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 rê pha la son si mi rê đô thấy không? Chát 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 rồi cho trở lại đô mi điểm 2-3 chát 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 rê đô la mi là đô mi rê chát 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 rê đô la và là đô si 2-3 la mi đô la đô đê mi rê chát 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 lần hai rê ha rê pha la đô mi rê đô la đó là ta đọc về ta bắt đầu ta đánh ha, ta đánh nha, đánh nhạc các bạn ha, đánh nhạc đô mi ta điểm cái này nó không có sừng kỹ thuật nhiều ha. Đô mi nè 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 rê đô la là đô mi rê điểm rê đô la là đô si điểm la mi đô là đô rê mi rê ta điểm rê pha la son si mi rê đô đô mi rê đô la mi là đô mi rê đội các bạn gọi đây là solo bát cổ điển rồi ha. Đô si thì điểm mi 7 la mi đô là đô rê mi rê rê pha la đô mi rê đô la. Và kế tiếp á chúng ta sẽ tìm hiểu một số nốt ở trên cái này, ở trên cái này chỗ này bác các bạn một số dây nữa và một số hợp âm để chúng ta tính tương đương là ta đánh cái bài hạ trắng với những kỹ thuật mà ta áp dụng vô ha. Đó. Xin cảm ơn các bạn.
đến cái chương trình guitar 2015 ta thể tập solo cái bài này đến một đoạn ha. Ta tập thứ nào? Mi mi đồ mi la. Mi la đô mi rê, tức là đọc xướng âm cho đúng các bạn. Rê đô rê mi, la rê fa rê mi, mi thấp mi la, mi đô rê mi đô la. Mi la mi rê, rê đô rê fa mi, chúng ta ăn một câu ha. Mi mi đô mi la đô mi rê. Rê rê mi, la rê fa rê mi, mi la mi đô rê mi đô la, mi la mi rê mi, la chúng ta phân câu la si rê đô si đô mi rê đô rê fa mi rê mi. À, chúng ta sẽ có cái phần phân cái câu đó, chúng ta sẽ dạy câu đó các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Đây chúng ta đến với chương trình học guitar 2015, ta sẽ solo cái bài này ở phím thấp và phím cao các bạn ha. Mi này ta đánh nhẹ, này ta đọc lắm không rồi. Mi đồ mi lá là điểm cái à, cái la thứ này có cái chấm là điểm. Mi đồ mi lá là điểm. Mi la đô mi rê là điểm. Rê đồ rê đồ rê mi. La rê ma rê mi. La mi đồ rê đồ rê. Chúng ta đánh như vậy ta đã nâng lên một bát độ các bạn, tại vì mi thấp nè. Mi ha, mi đồ mi la nè, ta vú cái hay là đó ta kéo nha. Mi nè, ta đánh như kỳ độc nè, vừa nè. Mi đồ mi la ta lại ta kéo đó ha. Mi la đó mi nè. Các bạn ở đấy đánh cái nốt nó khác chút được ha, đợi lại. Trong cái trường hợp này solo á, ta nâng lên một bát độ ha, thì nó sẽ hay hơn. Ta làm lại ha. Cái gì ha? Mi đồ mi lá ta điểm ha. Mi đồ mi lá ta vuốt ha. Ha. Rồi mi rê ta này kiểu xa ha. Mi rê rê đồ rê mi ha. Ta vuốt xuống là rê ha. Rê pa rê mi ta.
cái phần solo ta phải kết hợp với cái phần học âm các bạn ha, thì nó mới dễ được. Ta làm lại lần nữa thôi ha. Ta đến chỗ này. Khi mà ta mã hóa được cái nốt. Xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn với chương trình Guitar 2015. Sau đây chúng ta tìm hiểu cách cấu tạo nó trên cái phím này các bạn ha. Để chúng ta biết, để chúng ta bắt đầu học solo nâng cao các bạn. Cho ta bí mật của cái này là mấy cái chấm này các bạn. Ta phải nhớ cái chấm này ha. Cái chấm này á là ngăn thứ 3 ha. Để tôi thường thì tôi nhớ là nó sol nữa. Chấm này là ngăn thứ 5, chấm này là ngăn thứ 7, chấm này ngăn thứ 9, 12. Có tùy theo loại các bạn. Những cái phím già nó, những cái đường classic thì nó chia cái ngăn này nó nằm dưới này nó khác. Các bạn coi chừng cái đường nó chia cái ngôi sao này nó khác một chút chỗ này. Thế nên các bạn đánh cái này chúng nó thay quen đi, chứ không để ý cái này ta suy lộn á. Cái này là chia theo đường điện. Còn cái chia theo đường classic á thì cái ngăn này nó ở ngăn 10, các bạn thấy không? Rồi là khi đánh nhạc á solo lên nâng cao anh ta nhờ cái phím này với lại nhờ hợp âm các bạn, nhờ nhớ mấy cái phím này là dẫn đường ở trên đây ta dẫn đường chẳng hạn như la vân vân, thì nhờ mấy cái phím này á chúng tôi mới nhớ được cái để solo được ha. Nhưng mà ngoài ra chúng ta cũng phải biết cái cách để mà cấu tạo nốt này ha, biết cái đó chẳng hạn như chữ số 1 là nốt mi, nốt mi thì chúng ta thấy nó là nốt mi nằm ở đây giống như bài hàng trắng nốt mi cao là các bạn ha. Mi cao rồi ha. Có một số nốt ta lên cao quá ta hát không được ha. Thì ta gọi là solo thôi ha. Nốt để solo chứ còn nó vượt, nó lên tới đây á, nó cao vượt qua cái tầm, cái âm bực của người ta hát. Thành ra là phím cao nó đờn nó sẽ hay. Nốt mi các bạn. Nốt mi thì người ta nhớ là thứ tự âm là mi, fa, sol, la bạn ha. Mi, nốt fa,